Chào các con. Trong thực tế cuộc sống thì chúng ta rất thường gặp một nhóm các bài toán như thế này. Một công việc đang được làm theo một kế hoạch nào đó thì có một đại lượng thay đổi. Vì vậy chúng ta cần phải tính toán lại các đại lượng khác. Khi đó thì chúng ta cần phải chia cái công việc này nó thành hai giai đoạn: giai đoạn đã làm và giai đoạn còn lại. Nhóm các bài toán như vậy chúng ta thường gọi nó là bài toán hai pha, tạm gọi như vậy. Buổi học hôm nay chúng ta sẽ đi nghiên cứu nhóm các bài toán về các đại lượng tỷ lệ thuận, tỷ lệ nghịch, hai pha. Mời các con nghiên cứu đề bài toán đầu tiên, tự làm và nếu như cần thì hãy tham khảo cái gợi ý của thầy ở phía sau đề bài nhé. Một tổ 4 người dự định làm một công việc trong 3 ngày thì hoàn thành. Sau khi tổ 1 làm được một ngày thì hai người trong tổ được điều đi làm việc khác. Hỏi tổ đó làm mấy ngày nữa thì hoàn thành công việc. Đây là cái phần tóm tắt bài toán. Nhưng mà để cho dễ hiểu hơn thì thầy sẽ vẽ cái sơ đồ nhé. Dự định thì 4 người làm trong 3 ngày thì hoàn thành một công việc. Thầy giả sử như mỗi người làm trong một ngày thì được một cái phần công việc như thế này, là một ô như thế này. Đây là mỗi người làm trong một ngày nhé. Thế thì 4 người làm trong một ngày sẽ được 4 cái ô như vậy. Đây là 4 người làm trong một ngày. Và 4 người làm trong 3 ngày thì sẽ được 3 lần như thế. 4 người làm trong 3 ngày. Thế thì sau khi làm được một ngày, và tất nhiên là công việc làm một ngày thì trên sơ đồ chúng ta có thể xác định được đây là phần công việc làm một ngày đã làm được. Thì khi đó có hai người phải chuyển đi, chúng ta sẽ tính được ngay là nếu như hai người chuyển đi làm việc khác thì sẽ còn lại 4 trừ đi 2 bằng hai người làm. Như vậy hai người làm cái phần công việc còn lại. Công việc còn lại chính là số các cái ô ở phía dưới này. Đấy. Vậy thì nếu như hai người mà làm bằng này ô, bằng này phần công việc thì làm trong bao nhiêu ngày? Thầy tách sang bên này một chút. Đây là hai người. Mỗi người mỗi ngày làm được một ô này. Đấy, vậy thì chúng ta cần bao nhiêu ngày? Bao nhiêu ngày để hoàn thành công việc? Các bạn có tính được không? Chúng ta hãy tự giải nhé. Và cho thầy biết kết quả. Nếu nhìn trên sơ đồ thì ta dễ dàng ta phát hiện ra được là vậy cái phần công việc còn lại nó sẽ bao gồm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ô. Và nếu như chỉ có hai người làm thôi thì ta sẽ cần tới 4, 8 chia cho 2 bằng 4 ngày. 4 ngày để làm. Đây là 4 ngày. Và đó chính là cái đáp số của bài toán. Rất là dễ hiểu. Tuy nhiên nếu để xét theo phương pháp tỷ số thì ta phân tích ở trên tóm tắt như thế này nhé. Chúng ta chia cái công việc này ra thành hai phần, hai pha, đấy là những công việc phần đã làm và phần còn lại. Thế thì và ta biết là hai người, còn lại hai người. Muốn biết là làm cái phần công việc còn lại này trong bao nhiêu ngày nữa thì hoàn thành. Thì ta phải xem là cái công việc còn lại này nó có liên quan gì đến số người và số ngày. Đấy, thì ta phải dựa vào cái chỗ này. 3 ngày thì xong nhưng đã làm một ngày. Như vậy một ngày thì 4 người đã làm được một phần công việc. Và như vậy 4 người làm công việc còn lại thì cần 3 trừ đi 1 bằng 2 ngày nữa. Đấy, 2 ngày nữa thì sẽ hoàn thành. 2 ngày nữa. Tức là cái phần công việc còn lại này nó đủ cho 4 người làm trong 2 ngày. Đấy. Đúng chưa nào? Tức là cùng công việc còn lại nếu 4 người thì làm trong 2 ngày thì xong. Bây giờ 2 người thì làm trong bao nhiêu ngày? Đây chính là một bài toán tỷ lệ thuận nghịch mà chúng ta có thể có hai cách giải đúng không? Bây giờ ta xem xét cái phương pháp tỷ số này. Số người giảm đi thì số ngày làm việc sẽ tăng lên. Và số người với số ngày là hai đại lượng tỷ lệ nghịch với nhau.
Cho nên số người giảm đi bao nhiêu lần thì số ngày sẽ tăng lên bao nhiêu lần. Bây giờ ta xem là số người giảm đi bao nhiêu lần đây. Số người giảm từ 4 còn 2, tức là giảm đi 2 lần. Số người giảm đi, thầy viết tắt xuống đây. Số người giảm đi 4 chia cho 2 bằng 2 lần. Và khi số người giảm đi 2 lần thì số ngày làm việc, số ngày làm phần công việc còn lại cũng sẽ tăng lên 2 lần. Do đó cho nên để 2 người hoàn thành công việc còn lại, 2 người hoàn thành công việc còn lại thì chúng ta cần thời gian là, cần số ngày là nhân 2, gấp 2 lần. 2 nhân 2 bằng 4 ngày. Đấy, đây là đáp số. Vậy thì trước một cái bài toán mà có hai pha như thế này thì chúng ta nhớ là tách ra cái công việc đã làm là làm trong một ngày thì công việc còn lại đủ cho bao nhiêu người làm trong bao nhiêu ngày. Đấy. Rồi ta ghép với cái câu hỏi ấy, thì ta sẽ được một bài toán tỷ lệ thuận nghịch. Vậy thì hai người làm cũng công việc còn lại không đổi đó thì hết bao nhiêu ngày? Mời các con chuyển sang các bài toán ở phía dưới để cùng luyện tập phương pháp này nhé.